សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា bà chương trời rơi sẽ đập tam xâm lệnh à vật chứng miễn trang chỉ vật chương nâng canh tài lịch lung tư kè đại chương tăng tài chớ kết bị chỉ vật khuôn án mình hiền sạch bóng thua vầy thầm mây mình miễn cô đau chỉ vật miễn chất chọn xâm rạch ở vầy tiếng ớ vì kết chân bị chương khuôn án đại mình prom xâm lập chất bầy xét đại miễn khôn ông cùng nất rồi bà chương bọn ta chương ba chia ra u rột tốm mơ khơi cục trang chỉ bằng hai tờ vinh cả bất tớ ở vây vây vì chân bị khuôn dương bất tỏa xa chương chỉ một chân lơ chỉ vật ni chương khuôn án chỉ nẹ cầm nát vì xin nét khuôn án chương có chỉ nẹ bổ chốt đọc lăng bụ kè tăng bị cầm nát mộc lệ đứa chân này hỏi trở tại cọc cho làng vất hát khuôn án đảm bây bổ chốt chỉ mũi ốp xa đã cho mô đi riêng chỉ vật cùng tôn cho chân tên mình tôn bàn bảo dụt bố cục kè bảo cốt rồi mê miên chân nên nâng chân bà dương chân nế chân nâng mình sẽ thật nợ đỏ đá tiệt tì hỏi bà dương chân có dương tật tu bàn bảo bị sao đài mà lo hỏi cùng mình đào ý ai khu luôn ấy mình bồm thua vầy xo xâm rạp thay ở nạ cột cho sạc lạ bồn bảo dụt xâm tử tức đăng thế xâm tập hiệp bảo dương miên cầm rạch nè โอเคการใช้ดําเนินในอัตบทฝึกหัดខ្លួនเองដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយឧបសគ្គនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការឆ្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភើដំឡៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអិនបុកមកកេងផេកជាងខ្ញុំ Thank you.